Hi, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cách sống làm sao để có được tư duy sâu sắc. Hãy nghe mình kể câu chuyện về tài nghệ con lừa trong cuốn sách Cổ học tinh hoa và mình cùng đúc kết để tìm ra cách sống làm sao để có tư duy sâu sắc bạn nhé. Chuyện kể rằng như thế này, có một đất nước nọ không có lừa. Thế là một ông buôn mới nhập lừa lừa từ nước khác đem về để nuôi. Thì ổng đem những con lừa nhập về đấy thả dưới chân núi. Thời gian đầu, khi mà cọp ở trong rừng đi ra, thấy con lừa nó to, lớn, mạnh mẽ, thì cọp nghĩ rằng đó là thánh vật từ trên trời xuống. Và khi cọp nghe con lừa kêu to, cọp sợ quá, cong đít chạy vô trong rừng lại. Rồi một thời gian sau, ngày nào cọp cũng nghe con lừa nó kêu, kêu riết rồi cái thành nó quen tai luôn. Và cọp trở nên khinh thường. Thế là một hôm nó đánh bạo, nó đi ra, nó thử vờn đầu của con lừa. Con lừa bị lừa vờn đầu, tức quá, nó liền giơ chân lên để đạp. Nó đạp tới, đạp lui, đạp xuôi, đạp ngược, đạp mãi. Thì cuối cùng nó cũng chỉ có một cái loại đạp mà thôi. Con cọp thấy thế, nghĩ mừng thầm trong bụng là cái thứ lừa đạp gì mà cũng có chỉ một cái, một kiểu thôi. Nó nghĩ vậy và chế giễu con lừa. Và cuối cùng nó quyết định nhảy vào, cắn xé, giết và ăn con lừa, rồi cuối cùng nó bỏ đi. Câu chuyện là như thế. Vậy câu chuyện này gợi bạn nghĩ đến điều gì? Các bạn thấy đấy, lần đầu tiên khi con hổ, con cọp thấy con lừa, bởi vì do thiếu sự hiểu biết, nó không có được trí tuệ, biết cái con vật này là gì, cho nên là nó có vẻ dè chừng, giữ kẻ và sợ hãi khi nghe lừa kêu to. Nó sợ lắm. Cũng cái này có gợi bạn nghĩ đến cuộc đời, cuộc sống xã hội ngày nay không? Chúng ta khi mà lần đầu gặp ai đó, chúng ta luôn giữ kẻ nè, rồi không có thể hiện mình ra nhiều. Chúng ta hoặc là các bạn khi các bạn mới gặp, mới hẹn hò với người yêu ấy, thì mình cũng không có thể hiện hết bản thân mình, phải không nào? Mình luôn luôn cho người đó thấy những điều tốt đẹp nhất của mình. Nhưng mà khi đã thành vợ chồng rồi, ở với nhau mấy năm rồi, có mấy mụn con rồi, thì bắt đầu mới tỏ ra khinh thường, không còn trân quý, quý trọng nhau như những ngày ban đầu nữa. Thế mới nói là đời là vô thường, phải không nào? Hoặc là khi mà mình mới có con á, thì mình cũng nâng như trứng, hứng như hoa cho một thời gian đầu. Nhưng mà sau khi có con một thời gian rồi thì mới cảm thấy như là nó là gánh nặng của mình vậy đó, là cục nợ ấy. Thì là mình lại muốn bắt đầu muốn đòi hỏi của con điều này điều kia, lại mong cầu và ước muốn nhiều cái mà nhiều khi mình không đạt được, mình muốn con mình nó đạt được. Không còn cái sự yêu thương vô điều kiện như cái thuở ban đầu nữa. Hay là khi mà mình có công việc mới đó các bạn,
Thì cái thời gian đầu á, mình luôn luôn hăng hái, nhiệt tình, hăng say với công việc. Nhưng mà đã làm, khi mà làm được một thời gian rồi thì lại cảm thấy rất là chán ngán công việc và không thích nó nữa. Hay là khi mà các bạn mới mua cái phone mới kẽn cũng vậy đấy. Từ lúc mình lại nâng niu dễ sợ luôn, mình không có muốn cho ai đụng nó hết, nhưng mà mình xài một thời gian sau rồi mình quen nó rồi thì mình lại dục lên dục xuống, dục qua dục lại, rồi mình kiểu chán ngán rồi lại muốn đổi phone mới chỉ trong vòng mấy tháng thôi. Cái này cho thấy là mình nên sống mà để bỏ hết những định kiến của mình đi, không nên xem mặt mà bắt hình dong, phải không các bạn? Và con hừa, con hổ này nó thiếu sự hiểu biết, cho nên nó cần phải học hỏi để có được học hỏi và luyện tập thì nó mới có được cái tư duy sâu sắc. Rồi cái chuyện con lừa này, cái chuyện con lừa nó đá chỉ có một loại một kiểu thôi, nó cũng cho thấy là con lừa này thiếu cái trí tuệ nữa, bởi vì tài nghệ của nó thì cũng chỉ có thế, không có biết làm có làm nó có làm các bạn liên tưởng đến những người mà đã không có trí tuệ rồi mà còn không 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 có ham học hỏi, trau dồi bản thân để phát triển bản thân không? Chỉ thích ở một chỗ làm một kiểu suốt ngày không? Rồi khi mà con cọp nó vồ con lừa để ăn thịt đó thì đây là cái thể hiện cái lòng tham của con cọp. Bởi vì khi mà nó đã khinh thường nó quen rồi thì nó bắt đầu thể hiện cái lòng tham muốn nơi con ham muốn để chiếm hữu lấy con lừa. Cái câu chuyện mà con lừa, cái việc mà con lừa nó đá đi mà nó cái việc con lừa đá đi mà nó lại một cũng một kiểu á, là mình liên tưởng đến cái câu chuyện nuôi gà chọi ấy, ngày trước mình đã từng kể ấy. Thì con lừa nó tương tự như là con gà chọi khi mà mới bắt ở rừng về ấy, thì rất là ham chọi, chưa thấy bóng gà khác là muốn nhảy cẫng ra rồi. Cho nên là nếu như mà để mà con gà chọi mà đem đi mà chọi ngay cái lúc thời ban đầu giống như con lừa này á thì sẽ thua liền ngay và lập tức. Cũng chính vậy, nếu mà không có chịu học tập để phát triển bản thân, có tư duy sâu sắc thì cũng sẽ trở thành người vô ích. Vậy đây là cái sơ đồ mình đã vẽ ra, là nếu mà thiếu trí tuệ thì mình cần học hỏi để mình phát triển nha các bạn. Mình để mà khi học hỏi rồi phát triển rồi thì mình, người thiếu trí tuệ thì luôn luôn là đi với tâm tham sân si. Thì nếu mà mình học hỏi, cần học hỏi á, để có thêm trí tuệ á, thì mình bắt đầu sử dụng cái trí tuệ này để mình bắt đầu mình nhìn, mình quan sát thì mình sẽ có được cái trí tuệ. Mình sẽ có sự quan sát thì mình sẽ bắt đầu mình biểu hiện ra bằng cái hành động, mà có những cái hành động rồi ví dụ như là con hổ nè, khi mà nó đã có sự hiểu biết về con lừa rồi thì nó bắt đầu nó hành động bằng cách vờn, nó vờn con lừa để coi con lừa có phản ứng như thế nào. Thì cái hành động này mình cần phải biết phân tích nó sau khi mình bắt đầu hành động rồi. Sau nhiều lần như vậy thì mình phải đúc kết lại để mà mình đưa ra cho bản thân mình cái hành động đúng đắn. Khi mình đã có bạn hành động đúng đắn rồi thì đây là khi mình đã đạt cái thành tựu là vừa có trí tuệ, đạo đức và nghị lực. Thì đây là cái đây từ từ để trở thành để đi từ một người thiếu trí tuệ cho đến một người có hành động đúng đắn thì mình
sẽ trải qua một thời quá trình rèn luyện lâu dài để mà thoát khỏi tham sân si, đi đạt đến người có trí tuệ đạo đức nghị lực. Thì khi mà mình đạt đến đây rồi thì chắc chắn mình sẽ trở thành một người có tư duy rất là sâu sắc, rất là đúng đắn và có cái chánh kiến đúng cho bản thân mình để mình sống hạnh phúc. Mà nếu mà ai cũng làm như vậy thì cả xã hội mình sẽ trở thành một xã hội sống hạnh phúc, phải không nào các bạn? Câu chuyện mình ngừng ở đây và cảm ơn các bạn đã xem. Hy vọng sẽ được gặp các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.